chế năm, chị năm chị chồng Lan nha, đi chợ mua một gỗ với sữa to luôn, về đang chắc ra hai gỗ nhỏ. Chúng ta ăn bánh khọt đấy kìa chị. Chúng ăn bánh khọt rồi trời ơi, quên vụ ăn bánh bò đây. Đồ quá trời bánh bò lắm chị. Dọn ra cái tư. Chút nữa mình dọn qua đây, chút mình đem qua bánh này ăn chứ ơi. Ăn gì? Đem qua, ôi bà bói nè, có cái này ngon nè, đó. Rồi đây, wow, giỏi quá. Chồng quýnh vợ khen, ai bằng ông trời. Quýnh giỏi nha anh, chặt là chết á. Cho chồng quýnh vợ khen nghe chưa. Giờ gần năm sáng rủ chồng ra đi nhậu rồi cha ơi. Yeah, giỏi quá. Ngồi chơi quýnh pizza đồ này nè. Làm như tôi bòm nhậu, giờ gần năm sáng rủ tôi đi nhậu. Dễ chưa. Đây mua hai trái khóm có 15.000 chưa tới 1 đồng, và út vô một bọt ăn liền. Đây 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 đây, ăn thử coi ngọt không. Đây ăn đi chú, ăn đi ăn đi, ăn đi ăn đi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Thử đây đây khóm này, ăn thử khóm, ăn thử khóm. Rồi đi lại nhà chút đi, con có chế năm nghe, chuẩn bị đi lại chỗ dừa cua. Trời ơi, cũng bự quá à. Ủa bắt năm trai bắt năm gái đó đó hả? Vậy rồi, đó ăn cua gì nè, rồi ông làm sao mở nó ra, ông chối được mới thấy sợ kìa. Mở ta cầm gì nè, mà như mà sợ quỷ vàng vậy nè. Phải không? Cái mít ở đâu vậy? Cái mít ở đâu? Ủa con làm gì vậy? Dạ nó dép kìa. Ủa con làm gì cho chút đi. Mày kho thịt lận nội nhiêu đó hả? Dạ, mày kho cho người ta. Qua trời, cái mít có 5 trái gì đó hả? Ừ. Ủa sao con không lấy lá chuối, con để này này. Con để giấy rồi. Vậy hả? Ừ. Quá trời ơi, cái mít giữ thần thiên địa, cái mít gì đó hả? Để tao giao hàng rồi tao về, về nha. Ở đây chơi đi, về làm mẹ vậy. Làm gì? Không có, con chơi rồi đi. Ngồi đây chơi nè, ngồi đây rồi. Trời ơi, tặng. Có gì kìa mày đi theo. Ta nói có một người đàn tắm mũi. Tự ta cho tiền gì ta coi đi, có mình đi thì ta ngại. Trời Phật ơi, thằng bao mình đế không mà. Ừ, thế có hả? Ủa đó, tôi không có ngại là tiền ông không cho ai, con cho hết uống được. Mà tôi về trước rồi ta phải không? Hả? Tôi có trước được. Ủa mình đổi lại cái dây này hả? Như dây này nó nhẹ hơn không chú? Hả? Nó ngay xin bè luôn. Nói chứ không biết làm nó cắn mình chết à. Đúng rồi. Không biết làm nó cạp chết á. Đi nó cũng cạp. Vậy hả? Ừ. Cua bệnh bụi. Chú Phúc về tới nè mày. À nè. Đây là con cốm rượu. Ăn không? Bóp cái đó rượu luôn, ăn. Đem về ăn. Chiên bộ con với lộn ra cho anh. Thôi thôi thôi, đem về luộc cho anh biết đi. Đâu ông gờ thế mà nói rượu sao, em gờ đây diễn tả nói tôi nghe coi. Nè, nó mềm dữ rồi nè. Mềm da nè. À. Hai bên hông rồi nè. Rồi, bỏ 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 bỏ. Cái này chưa cốm. À, mình bóp gì nó mềm mềm vậy là. À, đem em theo nè, chết mẹ thọt lát, đem em xẹo ơi. Rồi cua cốm, cua cốm. Để Lan giải thích nha, kêu là cua cốm rượu, thật ra là con cua nó sắp sửa lột đó bà con. Gờ hai cái bên yếm nó mềm xẹo hết trơn rồi. Bây giờ là mình lột ra được nguyên con luôn rồi nha. Cái cô Út em chồng nói con cua này có thể mình lột xong ra rồi mình đem đi kho giống như là tôm kho tàu vậy đó bà con. Rất ngon nha. Lan chỉ nghe nói thôi chứ chưa có ăn. Quên mất mẹ lâu quá quên rồi. Ôi 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 nè, nó lột gì nè bà con, nó còn nguyên gì nè, là cua cốm nha. Rồi, dở cái này lên này thôi, người ta thấy. Dở lên gì nè. Ừ, dở. Đó, nó dở, 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 bà con thấy không? À, nóng nóng. Đây, cua cốm cái gì nè, đó, nó là gì nè. Đó, gạch đó. Ồ, nó xích ra trơn rồi nè. À, ờ. Đó là vậy là cua cốm nha bà con. Rồi ăn đi. Ăn thử anh ta. Cua cốm thôi. Nhà em chồng Lan là đúc đích xuống sông nha bà con. Sông cây gừa. Thôi Lan xin chào cả nhà. Hẹn bà con lại clip sau nha. Bye bye. Sao tao chạy đây?